Tính đến nay, các tiểu thương An Đông Plaza đã 3 lần gửi đơn kiến nghị, yêu cầu ban quản lý chợ giảm giá thuê sạp 30% và phải tính bằng mức thuê sạp của năm 2016. Sáng ngày 22 tháng 3, các tiểu thương này đã có buổi đối thoại với bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, đơn vị quản lý An Đông Plaza, để nêu lại kiến nghị này lần nữa. Thậm chí một số thương nhân còn đề nghị ngoài giảm giá 30%, ban quản lý miễn phí giá thuê sạp hết năm nay. Miễn phí cho chúng tôi 1 năm, kể cho chúng tôi á toàn tâm toàn ý vô hàng mà vực dậy cái trung tâm thương mại này. Chứ nếu mà cho chúng tôi là 30% của 2016. Các tiểu thương cho biết dịch COVID-19 kéo dài đã khiến tình hình buôn bán trở nên khó khăn. Rất nhiều người bị lỗ. Trước đây mỗi ngày bán được 15 đến 20 triệu đồng, thì hiện tại trung bình mỗi ngày chưa bán được 1 đến 2 triệu đồng một ngày, trong khi các chi phí điện, thuế, nhân viên hàng tháng gần 100 triệu đồng. Sau 3 lần gửi đơn kiến nghị, theo thông báo mới nhất, ban quản lý sẽ giảm trực tiếp 20% tiền thuê trong 12 tháng kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024 đối với các gian hàng đã ký hợp đồng thuê và còn hạn. Còn đối với các gian hàng sang nhượng thì ngoài mức giảm 20% cộng thêm thời gian sang nhượng tương ứng 20% trên nguyên tắc quy đổi các ưu đãi được hưởng. Tuy nhiên các tiểu thương vẫn không đồng ý vì so với giá thuê từ năm 2016 thì mức giá này tăng 25%. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông cho biết, thương nhân lấy mức giá từ năm 2016, trả 5 năm một lần, yêu cầu công ty giảm 30% giá thuê sạp là không hợp lý. Bà cũng cho rằng việc đóng sạp hay không là quyết định riêng của các tiểu thương. Không được đáp ứng, các tiểu thương này tuyên bố sẽ đóng sạp nghỉ bán. Đến 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3, các sạp này vẫn chưa mở lại.